Rồi chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ gần 11 giờ trưa ngày 5 tháng 8 2024 này. Em đang ở bờ kè Mỏ Cày. Chỗ này đang làm cầu Mỏ Cày 3 đây. Hôm nay em quay một cái đoạn ngắn cập nhật cầu Mỏ Cày 3. Cái trụ mé bên đây là đã làm xong cái đầu cái trụ rồi nè. Ta tháo ốp ra hết nha. Giờ đang làm cái trụ phía bên kia. Nó cũng làm y như cái trụ bên này đó. Trời giờ rất là nắng. Khoảng 4-5 anh là đang ở trên cái trụ đó. Xà lan máy móc đồ giờ dời qua bên kia hết. Đó, hướng bên này là đi về cầu Mỏ Cày 2 đây. Đó, lâu lâu em quay lại á, cho những ai chưa biết cái vị trí của cầu này. Cầu này nằm giữa cầu Mỏ Cày 1 với cầu Mỏ Cày 2. Đường dẫn của cầu này thì vẫn chưa thấy giải tỏa gì hết, cũng còn y vậy đây. Chắc là làm xong cây cầu này mới tính tới cái vụ giải tỏa. Cầu này lại gần nhìn thấy lớn, cao hơn cái mấy cầu cũ. Cầu Mỏ Cày 2 là nó dài nhất luôn. Cầu này không biết có dài hơn. Khu vực trung tâm Mỏ Cày là cầu Mỏ Cày 2 là nó dài. Đạp xe là lên đuối. Đó, mấy cái hẻm này đi thẳng ra ngoài đường Công Lý nè. Tương lai là khu vực này cũng giải tỏa hết. Chắc bây giờ cũng tháo bớt một số đem qua bên kia nữa. Bình thường đổ bê tông bơm mấy cái trụ là đậu ngoài đường Công Lý. Do xe tải nó không có vô được ở đây nên mới nối ống chèn vô. Còn làm trụ bên kia thì dễ. Xe đậu ngay ở quốc lộ 57. Hướng là đi về cầu Mỏ Cày 1 nè. Giờ làm cái đầu cái trụ thứ hai chắc cũng khoảng 10 ngày nữa mới xong. Đầu ta mới gác dầm lên. Chỗ này cũng đang xây nhà. Khúc này là hai mặt tiền ngay cua.
giờ thợ ở quê thì cũng khoảng ngày cũng 300-400 mà. Lên Sài Gòn là khoảng 600-700 một ngày. Giờ xây dựng đồ nghe tiền thợ đồ cái ngán ngược cái. Sáng nay nắng gắt luôn. Chiều thì bữa nào cũng mưa. Đa số mưa nhỏ nhỏ thì cũng không có lớn. Đó, cầu đầu tiên lâu đời nhất ở Móng Cái. Giờ cầu mới làm trụ là sát gần vô mé cái lan can. Hôm bữa đây nghe nói có cái xà lan ủ vô cái cầu này nè, ủ vô là không biết trúng cái đoạn nào, bữa em đọc trên báo. Nên là người ta không có cho xe trên 10 tấn lưu thông qua cầu Móng Cái cũ này nữa, sợ nguy hiểm. Xe 10 tấn bây giờ bắt đi qua bên đường tránh hết. Mé bên kia là có cái con hẻm cũng cặp theo mấy sông, nhà cửa cũng đông rồi. Bên đó là toàn bán quán. Ê, quán nhậu là bệnh rất nhiều. Ngồi cặp cho mấy sông nhìn ghe cổ rồi chạy qua chạy lại. Ngày ngay sau lưng trụ sở khu phố 2 Móng Cái. Nhà nó cũng mới xây nè. Hồi xưa mấy căn nhà ở đây toàn đi mấy con hẻm nhỏ nhỏ không. Dạ, nhà có bờ kè mà bây giờ đi cái đường này vô cũng tiện hơn. Đó, đi đa số mấy cái hẻm đó nè. Tủa ra nhiều cái nhánh nhỏ đi trong. Hẻm vừa đủ xe Honda chạy cho. Và mé này là điểm đầu của bờ kè nè. Rồi thì hôm nay chủ yếu em cập nhật cái cầu Móng Cái 3 đây. Mấy ngày đầu tháng 8. Nhiều người vẫn chưa biết về dự án cầu Móng Cái 3 này. Ngoài đăng trên YouTube thì em cũng có đăng trên TikTok nè. Nhiều người bình luận vô là không biết nó nằm ở đâu. Do cái dự án này cũng không có đăng trên báo gì nhiều hết.
này là đường Phan Thanh Giản đây. Rồi tới đây thì em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những cái video tiếp theo.